Vay tiền người này cho người khác mượn, đến khi con nợ bỏ trốn thì một bị cáo trú từ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mất khả năng chi trả dẫn đến hành vi lừa đảo. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Lê Thụy Hà My, 40 tuổi, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, để còn hết trả nợ, ngày 15 tháng 10 năm 2021, My đến nhà bà DTCH, 55 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu mượn tiền, nhưng nói dối là làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Do trước đó My đã từng mượn tiền của bà H, đồng ý cho mượn tiếp. Sau khi My viết và ký giấy mượn tiền, bà H chuyển khoản cho My 2,95 tỷ đồng. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, My dùng 1,95 tỷ đồng chuyển cho 8 người với số tiền trả nợ từ 145 triệu đồng đến 600 triệu đồng trên một người. Trong đó, có 6 khoản My trả các món nợ đã mượn từ năm 2019 đến năm 2021. Ngoài ra có 2 khoản My cho người khác vay. Còn lại 1 tỷ My tiêu xài hết. Trước tòa, My khai nhận làm nghề cho vay tiền, thường xuyên mượn của người này cho người khác vay. Vào năm 2021, nhiều con nợ bỏ trốn khiến My mất khả năng chi trả nên dẫn đến hành vi phạm tội nói trên. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thụy Hà My 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.